Giá lợn hơi biến động nhẹ trên cả 3 miền, tuy nhiên vẫn chỉ trong khoảng từ 73 cho đến 77.000 đồng một kg. Giá lợn hơi ngày hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 74 đến 76.000 đồng một kg. Chỉ có Tuyên Quang giảm 1.000 đồng xuống 74.000 đồng một kg. Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi đang dao động trong khoảng 73.000 đến 76.000 đồng một kg. Hai tỉnh Bình Thuận, Bình Định hôm nay giá tăng thêm 1.000 đồng lên 74.000 đồng một kg. Giá lợn hơi ngày hôm nay tại thị trường miền Nam dao động trong khoảng 73 đến 77.000 đồng một kg. Hai tỉnh An Giang, Cà Mau giá giảm nhẹ 1.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các địa phương còn lại giá ở mức 74.000 đến 75.000 đồng một kg. Trong 10 năm qua, Chi cục Thủy sản Cà Mau đã thả khoảng 60 triệu con giống các loại ra môi trường tự nhiên nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Năm nay, Chi cục Thủy sản Cà Mau tổ chức thả giống tại khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên Đầm Thị Tường, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Nguồn giống được vận động từ các công ty, doanh nghiệp, cá nhân, tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh. 2,5 triệu con tôm sú giống, 30 con tôm sú bố mẹ, 5.000 con cá chẽm và 10.000 con cua giống đã được thả trong lần này. Trong thời gian qua, tình trạng sử dụng các nghề cấm, ngư cụ có tính tận diệt nguồn lợi như đăng, đáy, te, rung điện, lưới kéo để đánh bắt cá con, cá trong thời kỳ sinh sản ở vùng biển ven bờ, khu vực nội đồng và trong các khu bảo tồn biển thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau vẫn tiếp diễn. Hiện tỉnh Cà Mau đã quy hoạch và hình thành các khu vực bảo tồn đa dạng sinh học thủy sản để các loài thủy sản có nơi cư trú, sinh sản, bổ sung giống loài vào môi trường tự nhiên, cải tạo hệ thống kênh mương, sông rạch, nâng cấp các khu đê bao nhằm đảm bảo nguồn nước cho các loài thủy sản có nơi sinh sống phát triển. Cùng với đó, thì ngành chức năng Cà Mau cũng đang đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra hoạt động khai thác thủy sản trên biển, từng bước kiểm soát chặt chẽ nghề cá nhằm đảm bảo hoạt động đánh bắt thủy sản tuân thủ quy định tại luật thủy sản, góp phần bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, sản phẩm du lịch đặc thù là một trong những yếu tố then chốt tạo đòn bẩy cho du lịch địa phương phát triển. Với thành phố Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng hội tụ những điều kiện then chốt để trở thành sản phẩm du lịch đặc thù. Đề án xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù thành phố Cần Thơ tầm nhìn đến năm 2030 xác định xây dựng phát triển loại hình du lịch sông nước là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm mà ngành du lịch Cần Thơ tập trung thực hiện. Tuy nhiên, loại hình du lịch này cũng đang đứng trước không ít thách thức. Do quá trình triển khai đề án cho thấy nhiều hạng mục đã không phù hợp thực tế, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng đã kiến nghị điều chỉnh một số nội dung, trong đó có xây dựng chợ đầu mối nông sản, chợ giá bao tiêu cho người dân chợ nổi, các cơ chế phối hợp để quản lý các hoạt động du lịch và xử lý các vi phạm. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng đã xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn chợ nổi Cái Răng năm 2021, chú trọng đến một số giải pháp về sắp xếp trật tự các bến tàu, xây dựng và phát triển các dự án du lịch xanh, xây dựng phương án làm bờ kè tại chợ nổi, hỗ trợ và tạo điều kiện để người dân tiêu thụ nông sản, xây dựng các hoạt động điểm nhấn, tăng sự trải nghiệm cho du khách, tập huấn các kỹ năng làm du lịch cho người dân khu vực chợ nổi. Sau gần 10 năm triển khai, hành trình tìm kiếm và quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam triển khai trên cả nước từ năm 2012 cho đến nay, đã tìm ra top 100 món ăn đặc sản và top 100 đặc sản quà tặng của Việt Nam, góp phần tôn vinh giá trị ẩm thực, đặc sản của 63 tỉnh thành trong cả nước. Trong top 100 món ăn đặc sản Việt Nam năm 2020-2021, có những đặc sản quen thuộc với người Nam Bộ như gỏi khô cá lóc ở An Giang, bánh khọt ở Bà Rịa Vũng Tàu, cơm trái dừa Bến Tre, hủ tiếu Mỹ Tho và bánh giá Gò Công Đều của Tiền Giang, cua năm cân ở Cà Mau, vịt nấu chao ở Cần Thơ. Tiêu chí đề xuất lựa chọn món ăn là mang hơi thở của người Việt Nam. Các món ăn sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên để chế biến, khẩu vị phù hợp với nhiều người, tốt cho sức khỏe. Tất cả các món ăn đặc sản quà tặng vào top 100 sẽ được cấp chứng nhận và huy hiệu top. Dự kiến phần lễ trao chứng nhận sẽ được trao trong sự kiện Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam vào ngày 26 tháng 4 tới đây. Dùng chế phẩm sinh học để diệt trừ sâu đầu đen hại dừa ở Bến Tre đang bước đầu cho kết quả tốt. Đây là chế phẩm do nhóm nghiên cứu của Đại học Cần Thơ thí điểm. Kết quả đã mở ra hy vọng mới về diệt trừ sâu bệnh trên cây dừa, một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Bến Tre. Từ thí nghiệm trong phòng cho kết quả tiêu diệt sâu đầu đen hiệu quả, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Cần Thơ đã áp dụng tại một vườn dừa bị sâu đầu đen phá hoại ở Bến Tre và cho kết quả khả quan.
Cái chế phẩm này nó cũng có hiệu quả đối với cái sâu đầu đen, tỷ lệ chết nó cũng rất là cao, cho nên chúng tôi muốn liên hệ với địa phương để mà tiến hành những cái thử nghiệm ở trên cái vườn thực tế của nông dân ở đây. Nhưng mà trước đây đã thử nghiệm trên một vườn ở cũng xa Hữu Định này, trên một vườn khác thì bước đầu đánh giá thì nó cũng có kết quả cũng rất là khả quan. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre cho biết vẫn cần có thêm thời gian để đánh giá lại hiệu quả của việc phun xịt chế phẩm sinh học này trước khi áp dụng đại trà. Trước đó, sâu đầu đen xuất hiện vào tháng 7 năm 2020, gây hại khoảng 2,4 ha tại huyện Bình Đại. Cơ quan chức năng xác định đây là loài sâu hại nghiêm trọng, có nguồn gốc từ miền Nam Ấn Độ và Sri Lanka. Đến đầu năm 2021, sâu đầu đen đã tấn công 150 ha dừa tại các huyện Bình Đại, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách và thành phố Bến Tre. Dù đã áp dụng nhiều biện pháp diệt trừ nhưng chưa hiệu quả, người dân cũng đã phải đốn bỏ hàng chục hecta dừa bị nhiễm bệnh. Hồ tiêu từ lâu là một trong những loại cây trồng chủ lực của tỉnh Quảng Trị, được xây dựng nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, mang lại thu nhập chính cho nông dân ở nhiều xã huyện. Với lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng cũng như kinh nghiệm canh tác, hạt tiêu Quảng Trị đặc trưng bởi hương vị và hương thơm và vị cay nồng rất được thị trường ưa chuộng. Nhiều người ví von tiêu là loại quả đặc trưng cho sự gian khổ của mảnh đất lửa Quảng Trị, nhưng cũng thể hiện một tinh thần quật cường của người dân nơi đây. Thậm chí từ thế kỷ 18 xưa kia, hạt tiêu Quảng Trị đã được sách sử nhắc đến là sản phẩm vàng đen được nhiều thương lái nước ngoài đến thu mua bằng đường biển. Thế nhưng trải qua nhiều năm canh tác bằng thuốc hóa học, tiêu Quảng Trị đang mất dần đi giá trị, năng suất sụt giảm và giá cả bấp bênh. Nhận thấy thực trạng này, ngành nông nghiệp Quảng Trị và nhiều hộ trồng tiêu đã chủ động thử nghiệm trồng tiêu hữu cơ với mong muốn tìm lại vị thế vàng đen của quê hương. Sau đây sẽ là ghi nhận tại vùng tiêu hữu cơ, xã Do An, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị, nơi có những vườn tiêu hữu cơ đầu tiên của tỉnh này. 5 năm trước, ông Trần Lương Hậu và các hộ dân trong xã Do An, huyện Do Linh quyết định theo đuổi lối canh tác tiêu hữu cơ với mong muốn cứu lại thương hiệu tiêu địa phương đang dần mất vị thế trên thị trường. Toàn bộ diện tích 0,5 hectare tiêu của gia đình ông được làm cỏ theo phương thức thủ công. Đất đai được chăm sóc bằng phân chuồng kết hợp chế phẩm vi sinh. Từ khi chuyển đổi trồng tiêu hữu cơ, ông Lương phải cam kết chỉ được sử dụng các sản phẩm tự nhiên trong quá trình chăm bón, mọi chất vô cơ đều phải loại bỏ. Nói chung trồng tiêu hữu cơ thì nó không vất vả bằng là các cái khi mình chăm sóc là bằng phân bón hóa học, bởi vì là khi vì đây là nguồn những nguồn phân và mình chủ động được, ví dụ phân chuồng hoài mục là mình chủ động được, không sử dụng thuốc hóa học và phân hóa học thì đảm bảo đến sức khỏe của con người sản xuất. Vụ tiêu năm 2019, ông Hậu xuất bán được 400 kg tiêu khô, thu lãi hơn 60 triệu đồng. Tiêu trồng ra luôn bảo đảm được thu mua, khiến ông rất yên tâm. Ông Hậu là một trong 142 hộ trồng tiêu của xã Do An tham gia vào mô hình trồng tiêu hữu cơ. Nhiều tiêu chuẩn khắt khe hơn so với làm tiêu truyền thống. Tuy nhiên, sau 5 năm trồng tiêu hữu cơ, ông Hậu và nhiều hộ dân trong xã Do An đều cảm thấy muốn gắn bó lâu dài với mô hình này. Bởi không chỉ nhận lại những lợi ích về môi trường, sức khỏe, từ khi tham gia mô hình, những người trồng tiêu được tập huấn kỹ thuật, bao tiêu đầu ra khiến họ an tâm sản xuất. Tiêu thụ ở thị trường thì cái sản phẩm của mình là tiêu thụ nhanh, được giá. Cái thứ hai nữa là sau khi không dùng phân vô cơ nhiều mà dùng phân hữu cơ thì cái tiêu, cái độ bền tuổi thọ tăng lên. Cái thứ hai nữa là cái tiêu là hẳn ít bị sâu bệnh, kháng chịu được với sâu bệnh. Tới nay, toàn xã Do An có gần 40 ha trên 85 ha trồng tiêu hữu cơ để xuất khẩu, với năng lực tiêu thụ luôn bảo đảm 90% sản lượng tiêu của bà con. Vụ tiêu năm 2019, toàn xã Do An xuất bán 45 tấn hồ tiêu hữu cơ, gấp 2,5 lần so với vụ hồ tiêu năm 2018, với giá cao hơn giá thị trường từ 10 tới 15 giá. Hiện xã Do An, huyện Do Linh đã tìm được đối tác thu mua tiêu xuất khẩu cho bà con, luôn đảm bảo thu mua khoảng 90% sản lượng tiêu hữu cơ với giá bán cao hơn tiêu truyền thống. Đây chính là động lực giúp cho nông dân trồng tiêu tích cực chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ. Mặc dù hiệu quả của trồng tiêu hữu cơ là rõ rệt,
Thế nhưng việc thuyết phục người dân chuyển đổi là cả một quá trình nỗ lực của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương. Tại Do An, để có được 142 hộ tham gia trồng tiêu hữu cơ, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã phải trải qua quá trình vận động tích cực. Và quá trình này chắc chắn là sẽ là kinh nghiệm cho các địa phương đang muốn chuyển đổi mô hình canh tác sang hữu cơ. Ngay sau đây chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng hiểu rõ hơn thông qua cuộc trao đổi với ông Lê Phước Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Do An. Trước hết thì xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia với chương trình ngày hôm nay. Vậy thì xin anh có thể cho biết cụ thể hơn đó là những cái chính sách hỗ trợ của mình khi mà bà con chuyển từ trồng tiêu vô cơ sang tiêu hữu cơ là gì ạ? Hỗ trợ thì hiện nay thì bởi vì kinh phí nhà nước cũng khó khăn cho nên là vấn đề hỗ trợ thì hiện nay là đối với một số hộ chuyển đổi thì trong năm vừa qua thì được hỗ trợ hai cái gói. Một là hỗ trợ về thuốc bảo vệ thực vật sinh học, đó là cái chế phẩm Trichoderma để ủ phân để dùng để bón phân, và thứ hai là hỗ trợ về lĩnh vực là tập huấn về kỹ thuật canh tác hữu cơ cho người nông dân. Tức là người dân phải bỏ đi cái thói quen canh tác cũ của mình. Vậy thì phía chính quyền xã đã có những cái biện pháp như thế nào để làm công tác tư tưởng cho bà con? Trong quá trình canh tác hữu cơ thì khi mà chuyển đổi thì cũng có một số hộ, nói chung trong đó thì khoảng tầm 10% hộ người ta ban đầu mới khi trao đổi về vấn đề sản xuất hữu cơ là người ta không đồng ý. Bởi vì có một số cái lý do là thứ nhất đó là về canh tác hữu cơ là không được sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Người ta nghi ngờ rằng việc bón phân và sử dụng các chế phẩm sinh học thì nó không mang lại hiệu quả cho cái hồ tiêu. Đó là thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là người ta vẫn xem cái quy trình về canh tác hóa học là cái quy trình chuẩn. Do nên là vấn đề là khi mà không bón các cái loại phân bón hóa học ví dụ như NPK thì năng suất cây tiêu nó sẽ bị sụt giảm. Thì theo quan niệm người ta như vậy. Tuy nhiên là sau một quá trình vận động làm trao đổi làm thì hội bà con người dân đã tham gia, và quá trình tham gia thì người ta phát hiện rằng là sau 3 năm chuyển đổi từ canh tác thường sang canh tác hữu cơ thì cây hồ tiêu nó phát triển khỏe mạnh hơn hẳn, và nó hầu như là nó ít bệnh so với loài cây khác, và khả năng kháng bệnh của những vườn hữu cơ nó tốt hơn rất nhiều so với các vườn thường, thường là tốt hơn đến 60-80% so với vườn thường. Bản thân anh thì là những cái người trực tiếp tại cơ sở và thường xuyên tiếp xúc với bà con. Vậy thì anh cảm thấy rằng là trong cái việc chuyển đổi từ trồng vô cơ sang trồng hữu cơ thì hiện nay bản thân người dân đang mong ngóng cần điều gì nhất và cần sự hỗ trợ nào nhất từ phía các cơ quan sở, tỉnh cũng như là các cấp chính quyền ở phía trên nữa? Vấn đề sản xuất hữu cơ thì người dân về cơ bản như tôi trao đổi là người dân người ta đã hoàn toàn sẵn sàng. Tuy nhiên cái khó khăn nhất của người dân đó là vấn đề kết nối các doanh nghiệp đến với người dân để người dân có thể bán được cái sản phẩm hữu cơ này cho các doanh nghiệp hữu cơ. Thì trong quá trình làm hữu cơ thì nó vướng khó khăn đó là cấp chứng nhận về vùng nguyên liệu hữu cơ. Thì cái này nó phải tốn về cái mặt tài chính. Cho nên là vấn đề này thì cũng rất cần nhà nước có sự hỗ trợ để cấp chứng nhận các cái vườn canh tác hữu cơ cho nông dân, để nông dân có thể có điều kiện thuận lợi hơn trong vấn đề là kết nối sản phẩm mình với là các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm. Xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia với chương trình ngày hôm nay.